một cuộc tình 397 nổi 9 lênh đênh. Cuộc sống trêu ngươi, vận mệnh vui đùa. Từ tấm bé đến nửa đời người để tìm thấy hạnh phúc. Sóng gió ập đến nào có báo trước. Vững vàng vượt qua là bản lĩnh của bạn. Đôi khi số phận thường cho ta những phép thử. Chân thành vững tâm ắt sẽ là trái ngọt. Alex và Rosie là đôi bạn từ thuở ấu thơ. Cái ngày bé tí xíu, cả hai đã tự dựng hotel chui vào trong và tâm sự cùng nhau. Thời gian trôi đi, giờ đây họ lớn cả rồi. Vào sinh nhật năm 18 tuổi của Rosie, bạn bè đông, tổ chức hoành tráng lắm. Cùng mỗi người một ly say mềm cả người. Trong hơi men, Alex lân la hôn cô bạn. Vừa chạm môi Rosie đã năn ra đất ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau, cậu trai đã đến nhà hỏi thăm. Cô gái tỏ ra xấu hổ vì hành động của mình đêm qua. Quên hết đi và đừng có nói cho ai đấy. Thật ra Rosie chẳng nhớ gì về nụ hôn của Alex. Câu nói chung chung ấy làm anh chàng có đôi chút buồn. Cứ nghĩ rằng Rosie không muốn đôi ta ở trên tình bạn. Bỏ qua cái cảm xúc nhất thời, họ cùng nhau chơi đùa bên bờ biển. Anh chàng sáu múi Greg ngỏ lời muốn mời Rosie đến buổi dạ hội. Cô gái từ chối. Tất nhiên rồi, Rosie muốn đi cùng cậu bạn thân. Đúng lúc đó, Bethany bước tới. Cô nàng cũng muốn mời Alex đến buổi dạ hội. Đôi bạn đột nhiên cư xử có chút kỳ lạ. Họ đã ngăn dòng cảm xúc thật trong lòng. Ai cũng nói như dỗi đối phương, cứ đi đi nếu nó ý nghĩa với cậu đến thế. Hôm sau trong giờ tin học, Alex nhắn tin, Triton đã là quá khứ rồi. Rosie mặt đần cả ra trông buồn lắm, ai là cô gái đen đủi. Cái tên Bethany khiến Rosie hét lên, chết tiệt. Ông thầy nhấc cổ súng phòng hiệu trưởng, mặc cho Alex cố phân trần, lỗi tại em. Tối hôm đó, cậu trai sang nhà cô gái. Họ chuẩn bị trang phục cho đêm dạ hội. Nhìn Rosie trong chiếc váy hở bạo, Alex chẳng chớp mắt, nuốt nước bọt ừng hực. Lần đầu thấy con bạn xinh đến thế. Greg ra tận xe đón Rosie. Nhạc nổi lên trong ánh đèn mờ ảo. Cả hội hòa mình vào những điệu nhảy sôi động. Ánh mắt đôi bạn vẫn không quên tìm nhau giữa đám đông. Thế nhưng con cu thường làm mù con mắt. Sau vài kiểu mơn trớn, Alex cuốn vào nụ hôn nồng cháy cùng Bethany. Chỉ còn Rosie nhìn sang, gương mặt buồn bã thật sự. Tiệc chưa tan nhưng rượu tới tầm. Rosie lên phòng nghỉ cùng Greg. Tưởng đời trai phong trần thế nào, hóa ra anh chàng cũng lần đầu làm chuyện ấy. Chưa khởi động đã ngồi cắn ba con sói, xong lại còn lóng nga lóng ngóng. Rosie mặt không cảm xúc, chưa thấy gì, Greg đã nằm thở dốc. Thế rồi bỏ mẹ, cô sờ xuống chẳng thấy áo mưa đâu. Toang hẳn rồi, nó bị con ngao ngậm mất. Rosie vào nhà tắm soi đèn cũng chẳng lấy ra được. Cô hoảng sợ lao nhanh ra ngoài gọi điện cầu cứu Alex. Hay thật đấy, Alex vẫn ngưng cuộc vui đưa cô bạn đến phòng khám. Chứ phải thằng khác thì xin lỗi, hơi tục nhưng có cái lỡ ấy. Bảo cái đứa xả rác đi mà nhặt, lôm côm ba lăng nhăng. Rosie nằm trên giường khép nép. Anh bác sĩ ra hiệu giãn chân. Trên đường trở về, Alex nói muốn rời khỏi nơi này. Học bổng của Harvard là thứ cậu đang nhắm đến. Rosie vui lắm, muốn cùng bạn đến trời Mỹ xa xôi. Trường đại học Boston, nơi đào tạo về quản lý khách sạn có tiếng nhất thế giới. Đó vẫn luôn là niềm mơ ước từ nhỏ của cô. Mẹ có vẻ phản đối vì lo con sẽ không biết tự chăm sóc bản thân. Bố lại động viên, cổ vũ nhiệt tình. Thư gửi dưới khe cửa, cô gái đã được nhận vào học. Rosie vui như phát rồ, lao nhanh đến nhà Alex. Có điều cậu trai đang vướng tay vướng chân. Tiếng rên rỉ phát ra trên tầng làm Rosie nôn đầy túi sách. Dạo này thấy người không khỏe, cô đến hiệu thuốc nhờ lên đơn. Qua vài lời thăm khám, chủ quầy đưa Rosie qua thử thai. Như sét đánh ngang tai, mặt cô hoang mang thật sự. Vào một lúc trở ra, chết thật rồi, hai vạch căng đét. Rosie về nhắn tin cho Alex. Cậu ấy bận đi ăn với bố mẹ Bethany mất rồi. Chúc ngon miệng, Rosie buồn bã gấp laptop. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt, cô bật khóc nức nở. Hôm sau Alex tới, cậu đã có suất học bổng đáng mơ ước. Rosie vui cho cậu bạn nhưng mắt đang đỏ hoe và không giấu được vẻ được buồn. Ba ngày nữa Alex bay, cô gái quyết định giấu mọi việc. Từ chuyện mình đã được nhận học đến chuyện đang mang thai. Rosie sợ Alex sẽ ở lại giúp mình mà bỏ lỡ cơ hội. Ngày đi chỉ mình cô gái ra sân bay đưa tiễn. Cậu trai mang ra quả địa cầu nhỏ. Họ hẹn gặp lại nhau tại vùng Bắc Mỹ xa xôi. Cái ôm quyến luyến chẳng muốn rời, đôi môi bao lần muốn chạm mà lại thôi. Chàng trai đi rồi, cô gái vẫn bồi hồi nhìn theo. Bỏ cái thai thì không đành, bao dự định tiêu tan. Học thật tốt, quay lại mở khách sạn, 27 tuổi lấy chồng sinh con. Kế hoạch vạch ra là thế mà giờ đành phó mặc số phận đẩy đưa. Bụng Rosie to dần, cả nhà súng lại theo dõi từng cái đạp chân. Kitty là cái tên được đặt cho bé gái. Tình yêu với sinh linh bé nhỏ dần lớn theo từng đêm trò chuyện. Thế rồi ngày dặn đẻ cũng đến, bà đỡ vào đi, Rosie gào lên đau đớn. Mọi việc suôn sẻ, chào nàng công chúa bé bỏng hiện diện trên cõi đời. Nhìn con nghe tiếng con nấc cụt, Rosie muốn ôm đứa trẻ vào lòng. Khoảnh khắc ấy cô đã quyết định làm một người mẹ tốt. Kitty được giữ lại nuôi nấng thay vì giao cho bên xã hội như dự định ban đầu. Cuộc sống con mọn cứ thế cuốn đi nhiệt huyết tuổi trẻ. Hôm nay tình cờ gặp Bethany trên phố, Rosie lùi ngã bố cả ra đường. Chẳng dám nhận vừa sinh con, nói mình làm bảo mẫu kiếm thêm thu nhập. Kitty thấy bà cô lạ vặn mẹ nhiều quá, bực mình rứt tóc lôi. Đang sắp quần áo cho con thì có tiếng gõ cửa.
Alex về chơi không báo trước vì muốn làm cô bạn ngạc nhiên. Không quán xá cà phê, cậu ngỏ ý vào nhà làm ấm trà. Rosie lúng cuống, chạy trước dọn đồ. Nhưng mọi nỗ lực bất thành bởi cô nàng lẻo mép Bethany đã nói cho Alex biết. Hai người ngắm thiên thần nhỏ say giấc. Alex ngỏ ý muốn làm cha đỡ đầu. Thằng chất tiệt kia nghe tin, liền có việc bận tại nước ngoài. Rosie chẳng mong gì hơn khi có lời đề nghị của cậu bạn. Họ ngồi trên đồng cỏ, nhìn ra biển khơi, hai bàn tay vẫn đan lấy nhau thân thiết. Ngày Alex trở lại trường, vẫn là Rosie tiễn cậu ra xe. Bế con trên bụng, cô quay trái địa cầu, giấc mơ còn âm ỉ trong tim. Thời gian cứ thế trôi đi, Giáng sinh đầu rồi thứ tư thứ năm. Lần nào Alex cũng quay hình chúc mừng cô con gái nhỏ. Rosie đã tìm được công việc và dọn ra ở riêng. Bethany thì trở thành một người mẫu nóng bỏng. Chưa quên chuyện cũ, dọn phòng thấy cuốn tạp chí. Rosie bực mình lắm, cầm ném vào sọt rác, lấy chân giận liên hồi. Sáng sớm, Kitty vào gọi mẹ chở đi học. Hôm qua cưỡi ngựa với anh cảnh sát mệt quá, Rosie ngủ quên mất. Còng tay mà gã trai mang nhầm chìa khóa. Cô gái phải vác theo cả giường, dắt tay con chạy đến trường. Alex thì có đôi chút thấy bế tắc. Cơm no bò cữ nhưng lòng vẫn trống trải lạ thường. Nhắn tin cho Rosie, tớ nhớ cậu, đến thăm tớ nhé. Vừa gặp đã ôm chầm lấy nhau. Tối đến đi dự tiệc, lâu lắm rồi cô gái mới được quẩy hết mình như vậy. Hết trên bờ rồi lăn mình xuống nước. Gái một con trông mòn con mắt. Alex thấy cô bạn ngày càng quyến rũ lạ thường. Lang thang khắp đường phố, tiếng cười vang vọng. Nằm dài trên bãi cỏ trong ánh hoàng hôn. Rosie chia sẻ mình chưa từng hối tiếc khi có Kitty. Nhưng con bé gợi tôi nhớ đến cậu nhiều hơn cha nó. Có lẽ chúng ta nên đi, Alex nói để cắt ngang dòng cảm xúc. Về đến nhà, Rosie bất ngờ khi thấy một cô nàng chân dài xuất hiện. Cậu bạn chưa từng nói gì về điều này. Hơn thế nữa, bọn họ lại sắp có con. Nó được 12 tuần rưỡi rồi. Vài câu thoại của đôi bạn thân làm Sally mất kiểm soát. Cô giật tấm khăn trải bàn, còn chưa ai được miếng nào thì bát đĩa đã rơi tung tóe. Tới buổi triển lãm, Rosie ra về giữa chừng. Cô cảm thấy chuyện này thật điên rồ. Trong lúc chúng ta đi chơi thâu đêm suốt sáng, bạn gái cậu lại ở nhà một mình dưỡng thai. Họ to tiếng cãi nhau, mọi thứ bắt đầu rối tung lên như mớ bòng bong. Cô gái trở về bầu trời Anh Quốc, cậu trai ở lại tiếp tục leo cột mỡ sự nghiệp. Thấy bức tranh con vẽ, có cả bố lẫn mẹ, Rosie đột nhiên có cảm giác chạnh lòng. Thế rồi Greg về nước, nói lời xin lỗi và muốn nối lại tình xưa. Chẳng ưng gì lắm nhưng gia đình đủ đầy quả là vẫn tốt hơn. Con vui Rosie cũng vui. Cô dần quên đi gã trai đã bỏ mặc mình với cái ba con sói mắc kẹt. Mệt mỏi vì chờ đợi, Rosie muốn thuộc về ai đó. Lễ cưới nhanh chóng được định ngày, tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng. Nhưng Alex đã không về. Anh chia tay Sally ngay trong ngày hôm đó. Cô nàng định bắt Alex đổ vỏ mà không thành công. 5 năm nữa lại trôi qua, Kitty đã lớn tướng. Đánh xong ngồi trong phòng cùng anh hàng xóm thưởng nhạc. Bố mẹ thì bán hết gia tài cùng nhau đi du lịch bụi. Mới được lên chức lễ tân, còn chưa kịp vui gặp ngay Bethany bước vào rìa rói. Cuộc đời Rosie tệ hơn nữa, khi không lâu sau bố qua đời. Alex cũng có mặt chia buồn. Họ gặp lại nhau, mừng mừng tủi tủi. Bao nhiêu năm trôi qua, sự động viên an ủi lớn nhất vẫn chỉ tìm được ở cậu trai ấy. Còn đang nước mắt lưng tròng thì Greg tiến lại. Bỏ vợ tôi ra bạn ơi. Alex ngồi viết vội dòng thư. Rosie, em xứng đáng với người yêu em, đến bên em và yêu từng nhịp thở của em. Thế nhưng Greg lại là người nhận được. Anh chàng giấu vội vào túi áo, chỉ đưa cho vợ bức thư của bố được gửi lúc ông còn ở Pháp. Buồn làm sao, người lại về trước thư. Hãy tiếp tục theo đuổi giấc mơ nhé con yêu. Đừng vì vật lộn với đời mà quên mất nó. Rosie tưởng rằng gia đình nhỏ này là thứ duy nhất cô chọn đúng. Nhưng một ngày đẹp trời, Rosie phát hiện ra chồng vẫn lén lút sau lưng. Cô điên tiết tìm đến buổi tiệc, đấm mà đau cả tay. Về dọn hết đồ đạc liên quan đến Greg đóng thùng. Trong hộp tủ, Rosie tìm thấy bức thư cậu bạn thân gửi lúc trước. Cô ngay lập tức lao đến máy tính. Bên kia lại là Bethany. Họ thông báo sắp kết hôn. Một lần nữa Rosie lại sụt sùi. Cơ hội có nhau cứ hết lần này đến lần khác vụt mất. Với sự động viên của Ruby, Rosie khăn gói lên đường làm phù dâu. Chuyến bay bị chậm, cả nhà hớt ha hớt hải. Muộn chút xíu nhưng cũng kịp đọc diễn văn. Dàn khách mời đơ người ngơ ngác. Cô dâu thì đúng kiểu bà đâm chết mày. Họ nâng ly chúc mừng, hòa mình theo điệu nhảy của ngày vui. Kitty cũng sánh vai cùng cậu bạn thân. Chỉ có Rosie là lẻ loi, cô nép sau bức tường, cố nén những tiếng nức nghẹn ngào. Đột nhiên Kitty chạy ra ngoài. Cô bé buồn vì Toby vừa hôn mình. Hai người chứng kiến cảnh ấy thì như nhìn thấy bản thân lúc nhỏ. Họ đã làm sáng tỏ khúc mắc về nụ hôn năm xưa. Chỉ vì say không nhớ nổi, Rosie đã làm Alex hiểu lầm cô bạn từ chối tình yêu của mình. Nhưng có lẽ muộn mất rồi, cái ôm tạm biệt ngoài sân bay. Cậu trai đã có vợ, cô gái lại về nhà chăm con. Rosie mua lại một khách sạn nhỏ. Ruby đã mang được anh chàng taxi về giúp sơn sửa. Một bữa tiệc cho ngày khai trương. Rosie vui như đứa trẻ khi chị bạn báo, chúng ta có khách. Kỳ lạ thay đó lại là người trong thang máy. Cái ngày tai nạn xấu hổ xảy ra với cô gái, Rosie nhớ lại, trái tim bồi hồi xao xuyến. Nước mắt trực rơi,
đằng sau có tiếng bước chân. Alex trở về, đặt một phòng và không kèm hành lý. Anh đã bỏ lại mọi thứ. Nhìn ra vườn hay ra biển, Rosie cố giấu niềm hạnh phúc, cất tiếng hỏi. Họ đứng đối diện nhau, chẳng còn gì ràng buộc. Mất nửa đời người mới có giây phút này, muộn còn hơn không. Trao nhau nụ hôn, không ai giấu được niềm hạnh phúc tột cùng. Đôi khi chúng ta vô tâm, chúng ta không quyết đoán, cứ để cuộc sống cuốn mất cơ hội tìm thấy hạnh phúc. Nhưng dù sao, bộ phim cũng là cái kết viên mãn phải không mọi người? Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại cả nhà trong video sau.